Dạ em Tùng cho anh em thì hôm nay em Tùng lên cho anh em xem một cái khẩu bù long và giá cũng siêu rẻ nha anh em. Bao gồm có một máy, một pin và một sạc, hàng mới 100%. Bù long này là Ryobi B2 B262. Nó là dòng HP không chổi than. Thì giá siêu rẻ và nó sản xuất 2022. Nó là khẩu 1/2, nó made in Việt Nam. Thì mới 100%, có ba cái đèn ở trước và nó lực mở đến 813 Newton. Nó có điều chỉnh cấp độ dưới này. Rồi, pin cũng sản xuất 2022, pin mới nha anh em. Mới 100% pin. Một máy, một pin, một sạc thì giá là 4 triệu rưỡi. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180, dòng HP 813 Newton, giá của nó cực kỳ thơm luôn ha anh em ha. Và nó mở xe hơi, xe bán tải, xe tải cũng được luôn, 813. Mở lồng máy giặt rồi anh em làm thợ, làm nghề thì mua cái sản phẩm 4 triệu rưỡi về mình sử dụng chung. Anh em nào chuyển khoản thì bao ship. Rồi, mình test cho anh em. Đây. Mới trăm trăm pin em pin mới trăm trăm ha, sát cho anh em xem. Pin này sản xuất 2022 luôn. Quá đã ha, hàng Mỹ có chứng nhận UL, hàng này là hàng Mỹ về nha anh em. Và anh em nào muốn mua thân máy thì cứ liên hệ em Tùng 0962 232 180. Rồi, mình test cho anh em này. Đây, pin mới hết ha. Rồi, test cho anh em một bộ ha. Nó có 3 cấp độ này. Auto cấp 1, cấp 2, cấp 4. Auto. Họ không chổi than và là cũng khá là dữ dằn ha. Pin 4A luôn. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Nhờ anh em like giúp em Tùng một like.